Việt Nam có khoảng 14 triệu người mang gen tan máu bẩm sinh, những nỗi ám ảnh từ căn bệnh này. Các chuyên gia đầu ngành nói về những luận án tiến sĩ hiện nay. Gặp gỡ gương mặt vàng Wushu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong buổi trưa hôm nay. Hiếu Nghĩa và Nhật Trường kính chào quý vị đang theo dõi chuyện trưa 12 giờ. Thưa quý vị, những ngày gần đây liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước trẻ em ở nhiều địa phương và chiều qua trên khu vực đoạn kênh gần sông Vàm Thuật, quận 12 cũng xảy ra sự việc đau lòng này. Thông tin này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay bây giờ. Thưa quý vị, vào tối qua, Công an quận 12 vừa tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc hai anh em ruột bị đuối nước xảy ra trên địa bàn. Thi thể hai anh em được người dân phát hiện ở đoạn kênh nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, phường Thành Xuân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người thân của hai anh em ruột gồm bé trai khoảng 6 tuổi và bé gái khoảng 4 tuổi sống gần kênh trên đường TX33, phường Thành Xuân, quận 12, không tìm thấy hai bé nên hô hoán mọi người cùng tìm kiếm. Nghi ngờ hai bé bị đuối nước nên nhiều người lặn xuống kênh trước nhà mò tìm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân đã vớt được thi thể hai cháu bé. Đoạn kênh nơi phát hiện hai bé, dọc kênh được bố trí lan can có chiều cao khoảng 70cm. Tuy nhiên, có một đoạn lan can bị khuyết khoảng 1,5m trước nhà nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Chiều qua trên khu vực hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ lật thuyền làm 6 người mất tích. Và đến sáng nay, công an địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Hai nạn nhân được tìm thấy là ông Nông Văn Đáp, 54 tuổi, và ông Nông Văn Nguyên, 44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng. Sau vụ chìm xuồng ở hồ Đa Tôn, khiến 6 người rơi xuống nước. Trước đó, trưa ngày 9 tháng 5, hai nạn nhân cùng những người khác đến nhà ông Trần Thanh Việt, 40 tuổi, ở ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, tổ chức ăn uống, đón tiếp 5 người thân bên vợ từ Lâm Đồng đến chơi. Sau khi ăn uống, cả nhóm di chuyển lên khu vực hồ Đa Tôn, lấy xuồng đi ra thăm đảo. Khi khách bờ đảo khoảng 100m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh, nước tràn vào làm chìm xuồng. Ông Việt cùng hai người khác được cứu kịp thời. Một người được cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi. Thi thể hai người mất tích được tìm thấy khuya ngày 9 tháng 5. Trước tình hình bùng phát các ca viêm gan bí ẩn trên thế giới, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương lấy mẫu tất cả các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh. Theo Bộ Y tế, hiện bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang lan hơn 20 quốc gia. Tính từ ngày 8 tháng 5, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm hoặc ca nghi mắc viêm gan cấp tính ở trẻ. Tuy nhiên, trên thế giới, số bệnh nhân đã lên gần 300 ca chỉ trong vòng một tháng, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến cáo cha mẹ cần tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ đủ tuổi, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, Bộ Y tế cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 14 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và con số dự báo còn có thể tăng nhiều hơn. Đây là bệnh mạng tính, phải điều trị suốt đời và gây ra nhiều gánh nặng tinh thần cho người bệnh và gia đình. Tuy nhiên, chúng ta có thể chủ động phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh với những xét nghiệm tầm soát cơ bản và chi phí thấp. 7 năm qua, một tháng phải đến viện truyền máu một lần. Với bé gái này, bệnh viện đã quen thuộc hơn ở nhà. Thế nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng thương con, bố mẹ em phải thường xuyên vay mượn để có tiền đưa con đi viện. Không có thì lại đi mượn. Mượn về xong lại đi làm thì có thì lại giả. Không có thì cứ nợ, tồn nợ ở đấy. Đi viện nhiều này cũng chẳng đi làm được cái gì nhiều đâu. Đa số toàn ở viện nhiều. Đó cũng là hoàn cảnh của rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền máu suốt đời. Cho dù có bảo hiểm y tế nhưng với thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà, chi phí tốn kém, nhiều bệnh nhân cũng rơi vào khánh kiệt nợ nần. Chính vì nguồn máu mà hiếm và trong khi đấy máu tôi lại là máu khó. Khi mà truyền một bịch máu vào tôi cũng đã bị nhiễm khuẩn máu và ở viện cũng gọi là một tháng, 20 mấy ngày. Lúc đấy là kinh tế rất là khó khăn và cũng rất là sợ nữa. Sợ là mình không trở về được với con nữa. Tuyên truyền phổ biến kiến thức để thanh niên trong độ tuổi tiền hôn nhân tự nguyện tham gia sàng lọc là điều rất cần thiết hiện nay để hạn chế những đứa trẻ sinh ra mắc bệnh.
các lứa tuổi học sinh là cái lứa tuổi bắt đầu tiến tới cái gọi là tìm hiểu đấy, gọi là tìm hiểu bạn đời. Thì nếu như mà chúng các bạn ấy nhận thức được thì cái việc lựa chọn bạn đời một cách gọi là khôn ngoan, gọi là nhảy nhảy một tí đấy, tức là chúng ta có thể dựa bạn đời khôn ngoan một cái thì hoàn toàn sẽ đảm bảo về sau này tương lai cái đứa trẻ không sinh ra bị bệnh. Chi phí đầu tư cho phòng bệnh nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí điều trị và hiệu quả mang lại rất cao. Thế nhưng hiện tại Việt Nam, căn bệnh này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ các thảo dược, xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ hoạt huyết thông mạch, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Dược phẩm trung ương 3 trao sức khỏe dưới niềm tin. Shooting Stars phát sóng cùng lúc với nước sản xuất trên Vion. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu sau buổi trị, đau rát hậu môn. Cotri Pro với thành phần Sleeperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Bị trĩ làm gì cũng khó, có tốt trĩ nguồn gốc thảo dược giảm đau rát, cầm máu, co búi trĩ làm bền vững thành mạch. Không dùng tốt trĩ cho phụ nữ có thai, người cao huyết áp, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tốt trĩ cho người bệnh trĩ, sản phẩm của Trafaco. Nguyên nhân chính gây rụng tóc là do tế bào mầm tóc suy yếu, khác nhau ở nam và nữ. Quick Care riêng cho nam và cho nữ, thúc đẩy tế bào mầm tóc, giúp giảm rụng, kích thích tóc mọc nhanh, chắc khỏe hơn sau 8 tuần sử dụng. Quick Care giảm rụng, mọc tóc chắc khỏe. Cứ vào đầu mùa mưa thì tình trạng sạt lở ven kênh rạch, ven sông lại tái diễn ở nhiều tỉnh thành Tây Nam Bộ, khiến người dân lo lắng thấp thỏm. Tại thành phố Cần Thơ, những ngày qua quanh công trình dự án bờ kè sông đang thi công, nhà cửa bị nứt và sụt lún, nhiều hộ dân không an tâm nên đã đi thuê nhà ở và chờ nền tái định cư. Mới đây nhất, ngày 7 tháng 5 năm 2022 vừa qua, gió giật mạnh, căn nhà của ông Trần Kê Thến ở khu vực này bất ngờ sụp đổ. Rất may, do gia đình ông này đã nhận tiền bồi hoàn, dọn đi nơi khác ở, nên vụ sập không gây tổn hại ai. Trước đó, ngày 26 tháng 6 năm 2020, có 5 căn nhà ngay dàm rạch Kế Sơn, sông Cần Thơ, bất ngờ trôi xuống sông. Ngày 26 tháng 2 năm 2021, trên sông Cần Thơ, đoạn gian tỉnh lộ 923 thuộc khu vực 5, phường An Bình, lại xảy ra vụ sạt lở, làm 5 căn nhà của người dân bị sụp một phần. Lo lắng chưa biết bao giờ nhận nền tái định cư, hàng trăm hộ dân ảnh hưởng của dự án này phải sống trong cảnh thấp thỏm. Những căn nhà như thế này sẽ đổ xuống sông bất cứ lúc nào. Nhiều người phải đi thuê nhà sống tạm. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, được phê duyệt ban đầu hơn 810 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến năm 2020. Đây là một trong những dự án trọng điểm với mục tiêu làm thay đổi diện mạo đô thị sông nước của thành phố Cần Thơ, nhưng ảnh hưởng đến 544 hộ dân sống trong khu vực. Dù biết rằng khi di dời tới nơi ở mới, cuộc sống của người dân ít nhiều sẽ bị xáo trộn, nhưng vì lợi ích lâu dài mà con sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay của dự án là khâu giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến dự án bị chậm tiến độ. Trong số 10 gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam vinh dự được rước đuốc thắp lên đài lửa của SEA Games 31 năm nay, người hâm mộ rất là vui khi thấy cô gái vàng của thể thao Việt Nam năm nào, đó là cựu vận động viên ủ su Nguyễn Thúy Hiền. 19 năm về trước, tại kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, vận động viên Nguyễn Thúy Hiền cũng đã có vinh dự này. Và trước thềm lễ khai mạc SEA Games 31, mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với gương mặt vàng của làng ủ su năm nào nhé. Ai đã từng xem những hình ảnh này trực tiếp trên sóng truyền hình thì chắc chắn giờ cũng không còn trẻ. 19 năm qua, kỳ SEA Games đầu tiên tổ chức tại Việt Nam năm đó cũng là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của vận động viên Thúy Hiền. Hôm đấy có lẽ là rất rất đặc biệt, bởi vì là mình xác định là khi thi đấu xong mình sẽ nghỉ. Mình mong rằng là mình bắt đầu bằng chiếc huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam thì mình muốn khi mà mình nghỉ, mình cũng lại là chiếc huy chương vàng. Chính Thúy Hiền cũng thừa nhận, nhiều bạn trẻ ngày nay không biết đến Thúy Hiền là ai. Nhưng qua SEA Games 31 này, cô đã có cơ hội để một lần nữa bùng cháy với đam mê của mình. Sau cái thời kỳ mà mình đã nghỉ lâu như vậy và bây giờ quay trở lại mình lại được tiếp tục xuất hiện thì cái điều đó vô cùng là hạnh phúc, vô cùng tự hào và nó lại làm nóng lên cho mình qua một quãng thời gian mình ít xuất hiện.
Còn với những khán giả biết đến và nhận ra Thúy Hiền, ngày 12 tháng 5 tới sẽ có cảm giác như được trở về 19 năm trước khi chứng kiến Thúy Hiền vinh dự lần thứ hai được chọn là người rước đuốc trong lễ khai mạc SEA Games. Những ngày gần đây, luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, đây là thực tế rất đáng lo ngại nhưng lại không lạ bởi đã có những đề tài luận án tiến sĩ được đánh giá là không có hàm lượng khoa học cao nhưng vẫn bảo vệ thành công. Trong khi luận án tiến sĩ cầu lông vẫn đang gây xôn xao trên các diễn đàn, thì nhiều đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ tương tự cũng được tìm thấy và dẫn ra, như nghiên cứu khiêu vũ thể thao, bóng chuyền, bơi vũ trang, taekwondo hay thậm chí là yoga. Nhận định về luận án tiến sĩ phát triển môn cầu lông, giáo sư Ngô Việt Trung cho rằng nó không đáng là một luận án cấp tiến sĩ. Chúng ta có thể đưa bóng đá vào đây cũng được, chúng ta có thể cho cầu, đây là cầu lông thì chúng ta có thể đưa bóng chuyền cũng được, chúng ta có thể đưa bóng bàn vào được. Tất cả những cái đấy đều là cải thiện sức khỏe và tinh thần làm việc của cán bộ tỉnh Sơn La. Chúng ta có thể thay tỉnh Sơn La bằng bất kỳ tỉnh nào cũng được. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái luận án này không thể chấp nhận được. Khi các đề tài, luận án, tiến sĩ được nhận định là không có hàm lượng khoa học nhưng vẫn ra lò, liên tục xuất hiện, thì lúc này quy chế đào tạo tiến sĩ mới ban hành năm 2021 cũng được mổ xẻ. Các chuyên gia cho rằng, khi quy chế này bỏ đi yêu cầu tiến sĩ phải có công bố quốc tế cũng là một nguyên nhân chính làm tái diễn tình trạng tiến sĩ rỡm như năm 2016. Chuẩn đầu ra yêu cầu đối với công bố quốc tế, đây là yêu cầu sống còn đấy của một cán bộ khoa học. Bởi vì thông qua cái công bố quốc tế, đấy chính là phản biện của cộng đồng khoa học quốc tế thì đánh giá được chất lượng của luận án. Bản chất vấn đề là như thế, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam của chúng ta. Như vừa rồi, luận án tiến sĩ cầu lông thì các bạn thấy tức là rõ ràng là cái việc tên đề tài thì cũng đã là cái hàm lượng khoa học mà chúng ta cảm nhận thấy đấy là chưa được cao. Giáo sư Phạm Đình Chính thì đồng tình việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo tiến sĩ cho các cơ sở là xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, áp vào điều kiện của Việt Nam, khi tình trạng dễ dãi hay nể nang trong quá trình thẩm định luận án tiến sĩ vẫn còn phổ biến thì lại là nguy cơ lớn. Chúng ta biết là đội tiến sĩ thì người ta không phải là do bên trên lập hội đồng một cách khách quan hoàn toàn, mà do giáo sư cùng với học trò đề nghị, đề xuất lên trên. Thì nói chung cái sự đề xuất lên là toàn những người cũng có quen biết của chủ tịch, của hướng dẫn rồi, thì là những người cũng nể nang nhau. Vì thế, các chuyên gia trong ngành đề xuất cần nghiên cứu lại quy chế đào tạo tiến sĩ, nhất là điều kiện công bố quốc tế, để tránh tình trạng nhân bản tiến sĩ hay tiến sĩ rỡm. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, quy định về việc đánh giá chất lượng luận án, hàm lượng khoa học của từng luận án là minh bạch, rõ ràng, và trước hết là trách nhiệm của cơ sở đào tạo, của người hướng dẫn, của đơn vị chuyên môn và của các nhà khoa học tham gia vào các bước đánh giá luận án, trong đó vai trò của người hướng dẫn là quan trọng nhất. Đồng thời, với những luận án có phản ánh và có ý kiến của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định theo đúng quy chế hiện hành. Trong phần tiếp theo của chương trình, xịt hơi cây dằn mặt chủ nhà, hai thanh niên nhận cái kết đắng. Siêu du thuyền có giá đắt nhất thế giới. Trúc Nhân tung teaser MV có không giữ mất được tiền. Xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp đau nhức xương khớp. Viên xương khớp Bách Niên Kiều chứa chiết xuất vỏ liễu và cây móng quỷ hỗ trợ giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động cho người bị viêm khớp. Bách Niên Kiều hỗ trợ người viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp. Đau ho, khó thở là những triệu chứng ở người mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính. Bạo khí khang giúp giảm tái phát hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bạo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna được bào chế từ giấy thiệt canh sạch theo tiêu chuẩn quốc tế GACP, hỗ trợ hạ và ổn định đường huyết, hỗ trợ ngăn ngừa biến chứng tiêu đường. Diabetna hỗ trợ hạ và ổn định đường huyết, hỗ trợ ngăn ngừa biến chứng tiêu đường. Vion, siêu ứng dụng giải trí, xem phim, xem show, xem truyền hình, xem được trên nhiều thiết bị. Tải Vion ngay trên Apple Store hoặc CH Play. Bảy ngọt ngào, phim rạp nóng bỏng và kịch tính nhất phát sóng duy nhất trên Vion. Chuyên gia dạy ta hỗ trợ giảm nhiệt sống khỏe nhờ thường xuyên uống Lincoln một.
chung với đón mặt trời, hỗ trợ đề kháng nhiều hơn, uống Liquid mỗi ngày, yêu chuộng thiên nhiên. Sủi Liquid cool từ thảo dược và vitamin C hỗ trợ giảm mệt mỏi, nóng trong, giúp đề kháng khỏe. Uống nước cam ép Twister bổ sung vitamin A và C với dưỡng chất tốt lành cho bạn tràn đầy sức sống mỗi ngày. Nước cam ép Twister bổ sung vitamin C tươi không cần tưới. Sâm Acelacol duy trì sức khỏe sinh lý nữ, bổ sung tinh chất glucotamus thiên nhiên, bảo vệ tái tạo cấu trúc nền của da, giúp da mềm mịn căng sáng từ bên trong. Sâm Acelacol, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Mở đầu camera cà phê hôm nay là đoạn clip ghi lại cảnh hai nhân viên đòi nợ thuê đến nhà của con nợ lúc nửa đêm và màn đáp trả không ngờ của gia chủ khiến cho dân mạng không khỏi bật cười. Theo diễn biến từ camera an ninh ghi lại, trong khi một thanh niên dùng bình xịt hơi cay phun qua khe cửa, thì thanh niên còn lại tìm cách khóa trái cửa để không cho người trong nhà thoát ra. Sau khi thực hiện xong xuôi hành vi, cả hai đang chuẩn bị leo lên xe tẩu thoát, thì bất ngờ bị đánh úp từ phía sau. Một nhóm đối tượng khác chạy tới, cầm bình xịt hơi cay và phun mạnh vào hai thanh niên này. Cuối đoạn clip, cả hai nằm sống xoài giữa đường, sau pha gãy ông đập lưng ông đau đớn. Nhờ gắn hệ thống camera chống trộm thông minh nên chủ tiệm dưới đây đã kịp phát hiện từ xa và chủ động báo lực lượng chức năng bảo toàn tài sản của mình. Vụ trộm xảy ra ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thời điểm này, băng trộm nhí tầm 13 tuổi đi số lượng đông vào một tiệm. Tuy tuổi đời còn khá nhỏ, nhưng thủ đoạn khá chuyên nghiệp khi phá 4 ổ khóa cửa vào bên trong, dùng đèn pin lục lọi tìm tài sản. Theo chủ cửa hàng, tiệm anh cố gắng con chip chống trộm, thì người lạ vào sẽ tự động báo về điện thoại của anh. Nên khi phát hiện, anh đã ngay lập tức gọi vào đường dây nóng của nhóm phòng chống tội phạm địa phương, nên may mắn đã bắt quả tang nhóm trên, bàn giao công an xử lý. Qua đây khuyến cáo các bậc phụ huynh quan tâm con em mình hơn để tránh những việc làm sai trái. Trong tình huống sau, người đi xe máy đã suýt gặp họa khi mãi tập trung vào điện thoại của mình trên đường đông phương tiện. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại trên cầu. Một tài xế xe ôm công nghệ, một tay chạy xe, tay còn lại cầm điện thoại rồi mãi mê nhìn vào. Đúng lúc phía trước, một cặp đôi đi xe máy giảm tốc độ đột ngột dừng trên cầu. Do mất tập trung nên tài xế xe ôm đi sau bị bất ngờ, loạng choạng tay lái trước đầu xe gắn camera hành trình. Suýt nữa thì tai nạn đã xảy ra. Quý vị đang xem hình ảnh của chiếc siêu du thuyền có tên là History Supreme, có giá đắt nhất thế giới hiện nay. Nó lên đến 4,5 tỷ đô la Mỹ và đang thuộc sở hữu của một doanh nhân nổi tiếng ở châu Á. History Supreme được thiết kế bởi Stuart Hurst, một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới người Anh. Du thuyền đắt tiền này đã được một doanh nhân Malaysia mua với giá khủng là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Mức giá cực kỳ cao cho chiếc du thuyền này là do việc sử dụng hàng tạ kim loại quý như vàng nguyên khối, bạch kim. Các kim loại quý được sử dụng để làm gần như toàn bộ du thuyền từ chân tàu đến khu vực ăn uống, cầu thang. Du thuyền History Spring khẳng định vẻ đẹp sang trọng xa hoa qua từng chi tiết, có thiết kế độc đáo và tinh tế từ nội thất đến ngoại thất. Mới đây tại trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA, chiếc xe do đội Polymove đến từ Đại học Bách khoa Milan chế tạo đã phá vỡ kỷ lục tốc độ trên thế giới dành cho xe tự động hoàn toàn trên đường thẳng. Đội Polymove đã đạt kỷ lục hôm 26 tháng 4 với tốc độ là 300 km/h nhưng quyết định nâng cao tiêu chuẩn và cải tiến hiệu suất. Và chiếc xe của Polymove phá vỡ kỷ lục của chính nó để đạt tốc độ là 309,3 km/h. Polymove là đội duy nhất đạt kết quả này sau chiến thắng ở Las Vegas trong giải Indy Autonomous Challenge. Polymove nằm trong nhóm nghiên cứu Move của giáo sư Savarese. Họ đã nghiên cứu điều khiển tự động suốt 20 năm với mọi phương tiện trên mặt đất, từ xe đạp điện đến xe hơi và thậm chí là máy kéo. Còn đây là Spacewalk, một công trình bậc thang độc đáo bao gồm nhiều vòng xoắn ở cách xa mặt đất. Các nhà xây dựng cho biết mục đích của họ là mang đến cho du khách cảm giác như đi trong không gian. Spacewalk là công trình nằm trên ngọn đồi trong công viên Wan Ho ở thành phố Busan, Hàn Quốc, cao 24,6 mét tính từ mặt đất tới điểm cao nhất đỉnh vòng xoắn. Lối đi bằng thép dài 333 mét này tích hợp đèn LED ở tay vịn và bậc thang. Vào chiều tối, khi đèn sáng, cầu thang trông như một đám mây nổi bật trên nền trời đêm.
Để leo lên lối đi có sức chứa 250 cùng một lúc này, du khách phải trèo qua thang dẫn vào ở trung tâm trước khi chọn đi theo một trong hai hướng. Sau khi leo lên cao, họ có thể ngắm toàn cảnh thành phố Wuhan và vịnh Jeonju gần đó. Space Walk cũng đóng vai trò như đài quan sát. Công trình được mô tả như một nơi hoàn hảo để quan sát khu vực xung quanh, bầu trời đêm bình minh và hoàng hôn. Mirinda ngon xoắn lưỡi, bùng nổ sáng tạo cho cuộc vui dân trào. Mirinda ngon xoắn lưỡi. Tôi không để hóa chất độc hại đến gần cây trồng và cả bé yêu ở nhà. Cứ để anh. Vì vậy tôi chọn Sinh Lai Thiên Nhiên, an toàn hai lần, không phẩm màu, không paraben, sạch dầu mỡ, lại còn an toàn. Sinh Lai Thiên Nhiên, an toàn hai lần. Mũi bao gạo A An là một bao an lành, chất lượng sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt, không dùng lúa biến đổi gen, không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, tạo mùi hay đấu trộn. Đạt nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế. Cơm nhà là nhất. Cơm nhà mừng bố chiến thắng trở về. Gạo lành cho sức khỏe, cơm ngon vững gia đình. Vion, siêu ứng dụng giải trí. Xem phim, xem show, xem truyền hình. Xem được trên nhiều thiết bị. Tải Vion ngay trên Apple Store hoặc CH Play. Trang phục Linh Blood đã được nghiên cứu chứng minh có tác dụng giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chứng bụng, đi cầu nhiều lần. Trang phục Linh Blood chai lớn 80 viên tiết kiệm đến 91.000 đồng. Áo quần để lâu trong lòng giặt hoặc vết bẩn cứng đầu khi không giặt sạch sẽ để lại mùi hôi khó chịu và giúp vi khuẩn sinh sôi. Nước giặt Omomatic mới với màn trắng kháng bẩn xanh, loại bỏ mùi hôi và vi khuẩn, xoáy bay vết bẩn. Nước giặt Omomatic mới, sạch bẩn khử mùi, loại bỏ vi khuẩn. Chủng mới lây lan nhanh, trẻ có cần thêm đề kháng không? Đừng quên, da cũng có đề kháng tự nhiên giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn. Lifebuoy với Ion bạc cộng phối hợp đề kháng da tự nhiên, giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn gây bệnh và nguy cơ lây lan cao trên da. Sức nóng cam go thách thức da đầu đàn ông, gầu ngứa, mồ hôi, vi khuẩn, đặc chế riêng cho da đầu đàn ông. Clement Cool Sport mặt hà mới với công nghệ sắc câu, 3X sức mạnh đánh bay gầu ngứa, mồ hôi, vi khuẩn, là đàn ông phải thử Clement. Sinh Lai lâu sàn tinh dầu thảo mộc mới với chiết xuất từ những thảo mộc quý, cho sàn sạch thơm thư thái và tổ ấm trong lành. Chanh xả thơm quá chồng ơi. Sinh Lai lâu sàn tinh dầu thảo mộc mới. Tóc không còn gãy rụng, bạn sẽ thấy mình thêm mạnh mẽ, thêm khám phá, thêm kết nối. Dove ngăn gãy rụng tóc mới với tinh chất thiên nhiên Bio Serum giúp nuôi dưỡng từng sợi tóc, cho tóc chắc khỏe gấp 5 lần, giúp ngăn gãy rụng từ gốc. Dove. Thay đồ nào con yêu, mềm chưa nè? Đu ba đu ba ba đu ba. Comfort cho da nhạy cảm, mềm mại hơn với công thức gấp đôi mềm dịu. Comfort cho da nhạy cảm, gấp đôi mềm dịu, bé chạm là yêu. Sữa tươi ngon 100%. Rực lửa là phong cách trẻ trung Thủy Tiên thể hiện mình. Rực lửa cũng là khẩu vị của Tiên khi chọn món mì khoái khẩu là Kokomi Đế Vương mới. Có gói sa tế tôm Hỏa Diệm Sơn cho vị chua cay rực lửa. Mì Kokomi Đế Vương mới vị tôm chua cay Hỏa Diệm Sơn rực lửa. Hãy cùng Thủy Tiên rực lửa với mì Kokomi Đế Vương mới. Mì Kokomi Đế Vương, rực lửa cùng Thủy Tiên. Giá trị 4.000 đồng. Kokomi. Trúc Nhân đã vừa mới hé lộ hình ảnh đầu tiên của MV Có Không Giữ Mất Đường Tìm, đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Teaser MV Có Không Giữ Mất Đường Tìm khiến khán giả tò mò bởi được Trúc Nhân xây dựng theo màu sắc kinh dị và giọng hát có phần ma mị lạ tai. Trước đó, Có Không Giữ Mất Đường Tìm đã từng được nam ca sĩ trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định MV sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới và Trúc Nhân sẽ tạo thêm được bất ngờ cho khán giả. MV hiện được ấn định ra mắt vào ngày 12 tháng 5 2022 tới. Những người hãy nhớ. Raise your hand.
Hold My Hand là ca khúc được sản xuất dành riêng cho phim điện ảnh Top Gun Maverick, được chấp bút bởi chính Lady Gaga và Blue Pop. Trong MV, Lady Gaga xuất hiện trong những khung hình đậm chất điện ảnh tại phim trường của bộ phim mới, đồng thời xen kẽ là những thước phim cảm xúc của bộ phim gốc từ năm 1986. Trước đó, single Hold My Hand cũng đã nhận về cơn mưa lời khen trên các tạp chí danh tiếng. Hold My Hand hiện đã được ra mắt đồng thời trên các kênh âm nhạc đại chúng và chạm mốc 6 triệu views sau 3 ngày phát hành. Sau 4 năm kể từ lần đầu xuất hiện và tạo được dấu ấn trong lòng công chúng, Đỗ Hoàng Dương muốn thể hiện cho khán giả thấy sự nghiêm túc cũng như sáng tạo trong quá trình theo đuổi nghệ thuật của mình. Trở lại V-pop với single mới và mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chàng ca sĩ trẻ Đỗ Hoàng Dương với những điều thú vị ngay sau đây nhé. Dự án này được Đỗ Hoàng Dương ấp ủ từ đâu? Cái dự án này thì em đã ấp ủ từ khá lâu rồi. Em trong cái thời gian mà thời điểm dịch ấy là em ở nhà, lúc đấy là em có lên trên TikTok, thật sự là em lên TikTok và em xem được những cái video clip là kiểu như là vì khoảng cách và cũng như vì thời gian mà mọi người dịch, mọi người không gặp được nhau nên mọi người chia tay, thì lúc đó thì mình sẽ phải ở xa người yêu của mình ở dưới trái đất, thì nghĩa đấy là một cái khoảng cách quá xa, và em đo cái khoảng cách của tình yêu đó bằng cái khoảng cách là từ trái đất lên mặt trăng, đó là để cho mọi người thấy được rằng là nó xa đến mức độ nào. Đó, nên là em đã hình tượng là phi hành gia cho cái dự án lần này. Phần kinh phí của dự án này như thế nào? Cái này thì đúng là phải nói thật là đây là một cú gọi là chi lớn của em. Là em làm một cái sân vườn thật, có bốn mùa thật luôn, là lá rơi mùa thu thật, tuyết mùa đông thật, ánh nắng thì đánh đèn nóng y chang như thật. Nên là em nghĩ là cái này sẽ mang tới một cái hiệu ứng rất là tốt để cho cái MV của mình nhìn trông nó thật là thật và đẹp mắt. Ca sĩ ra sản phẩm thường đặt nhiều kỳ vọng, vậy với Đỗ Hoàng Dương thì sao? Kỳ vọng thì em chắc là kỳ vọng tốt ạ. Lên được top 1 thì lên, còn không lên được top 1 thì top 2, mà không top 2, không top nào thì cũng không sao, bởi vì là em đã làm hết mình và em đã dành tất cả những cái gì mà trong tốt nhất trong khả năng của em để dành hết cho cái niềm đam mê âm nhạc của mình, và cũng như là để dành cho các khán giả để họ có một cái trải nghiệm tốt nhất cho sản phẩm của em. Vậy thôi, chứ em không có đặt nặng quá nhiều. Mình phải tốt này tốt kia. Con thương nhưng em hãy nói ngay đi, lý do là gì? Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện trưa 12 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên kênh HTV7, HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt.